Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, hướng nhà là vị trí đón các luồng khí tốt, hấp thụ được nhiều may mắn, tinh hoa của đất trời. Khi lựa chọn được một hướng nhà phù hợp, sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ, gia đình hòa thuận, xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tài lộc, sức khỏe dồi dào, công danh thành đạt. Tuy nhiên, không phải ai khi sinh ra cũng đã chọn được cho mình một ngôi nhà có hướng tốt ngay từ ban đầu. Theo trưởng phái Bát Trạch Minh Cảnh thì mỗi tuổi đều có một cung phi quẻ mệnh riêng, và để tìm ra được hướng cát hung thì chúng ta sẽ lấy tuổi của trạch chủ kết hợp với bát quái để tìm ra các hướng tốt và hướng xấu. Với những ngôi nhà có hướng xấu thì chúng ta cần phải hóa giải để tránh ảnh hưởng đến gia chủ và những người trong gia đình. Trong phong thủy hiện đại thì có rất nhiều cách để hóa giải hướng nhà xấu, như thay đổi hướng bếp, hướng giường ngủ hoặc hướng bàn thờ. Nhưng chỉ sử dụng những cách này thì hiệu quả đem lại sẽ không cao, mà chúng ta cần phải kết hợp sử dụng bộ vật phẩm la bàn dương cơ hóa sát thì mới giải quyết được triệt để. Với mỗi ngôi nhà, mỗi hướng nhà sẽ có các hướng khí khác nhau và tuổi của trạch chủ cũng khác nhau. Trước tiên, các bạn cần xác định được ngôi nhà của mình nằm ở hướng nào, từ đó xác định được các hướng cát hung của ngôi nhà để đưa ra được cách xử lý, hóa giải sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Với quý bạn là Nam Mạng sinh năm 1961, Tân Sửu, có ngũ hành nạp âm thuộc Thổ, Bích Thượng Thổ, cung phi quẻ mệnh thuộc Chấn Trạch, thuộc nhóm người Đông Tứ Mệnh, trong đó các hướng tốt đối với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng là: hướng Đông được phục vị, hướng Đông Nam được diên niên, hướng Bắc được thiên y, hướng Nam được sinh khí. Các hướng xấu phạm tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng là: hướng Tây Bắc phạm ngũ quỷ, hướng Tây phạm tuyệt mệnh, hướng Tây Nam phạm họa hại, hướng Đông Bắc phạm lục sát. Nếu các bạn muốn biết thêm về ngôi nhà của mình có phạm phải hướng xấu hay không và cách hóa giải như thế nào, các bạn có thể xem lại video theo đường link phía bên dưới trong phần mô tả. Trong video này thì mình sẽ chỉ tập trung vào cách hóa giải hướng nhà xấu phạm tuổi trạch chủ là Nam Mạng sinh năm 1961 Tân Sửu với ngôi nhà có hướng Tây phạm phải tuyệt mệnh. Trong đó, hướng nhà tuyệt mệnh là một hướng nhà rất xấu, thường mang đến những tai ương, xui xẻo đến cho gia chủ. Tuyệt mệnh là một phương vị trong phong thủy bát trạch, thường nó để chỉ đến phương vị hướng về phía âm khí, không thích hợp với cơ thể con người mà gây ra nhiều bệnh tật, sức khỏe, tai ách, cơ thể yếu nhược dần dần, ở lâu tinh thần bất ổn, cơ thể gặp nhiều bệnh nạn, về lâu về dài còn ảnh hưởng tới sự nghiệp cùng tình cảm. Khi đó chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến bộ vật phẩm la bàn dương cơ hóa sát. Về cấu tạo, bộ vật phẩm bao gồm đầy đủ 3 phần. Phần thứ nhất đó là địa bàn hóa sát, được treo tại cửa chính, tại môn của ngôi nhà. Khi treo, các bạn quay phần địa bàn hóa sát này ra ngoài. Khi khí xấu đi vào bên trong ngôi nhà sẽ tương tác với địa bàn hóa sát. Địa bàn hóa sát có tác dụng đẩy lui, triệt tiêu toàn bộ khí xấu. Kết hợp với mặt sau của địa bàn hóa sát, đó là gương bát quái được treo áp vào tường, có tác dụng trấn giữ khí xấu, ngăn không cho khí xấu xâm nhập vào bên trong ngôi nhà. Phần thứ hai đó là hồ lô chiêu tài tiến bảo, được làm bằng gỗ đào, bên trong có bùa chấn trạch, kết hợp với đá thạch anh ngũ sắc, có tác dụng chiêu nạp đón cát khí đưa vào bên trong ngôi nhà. Sau khi đã đón được cát khí thì để cho trạch chủ cùng các thành viên trong gia đình hấp thụ được trọn vẹn các khí tốt này thì chúng ta cần phải sử dụng đến vật phẩm thứ ba, đó là chuỗi đồng tiền cổ, có số lượng đồng tiền phù hợp với tuổi của trạch chủ. Chuỗi đồng tiền cổ này được treo tại cửa chính bên trong ngôi nhà, giúp trung hòa hướng khí với tuổi của trạch chủ và giúp chiêu nạp tài lộc. Với trạch chủ là Nam Mạng sinh năm 1961 Tân Sửu với ngôi nhà có hướng Tây phạm phải tuyệt mệnh, để hóa giải chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến bộ vật phẩm là bàn dương cơ hóa sát với số lượng đồng tiền là 9 đồng. Như các bạn thường thấy, ở một số ngôi nhà có treo gương bát quái trước cửa chính thì mục đích là để hóa giải hướng khí xấu cho ngôi nhà. Nhưng hầu hết chúng ta đều chưa biết với mỗi tuổi của trạch chủ có cung phi bản mệnh khác nhau, ở ngôi nhà có các hướng khí khác nhau. Khi mà chúng ta chỉ sử dụng một chiếc gương bát quái đơn thuần để áp dụng cho tất cả các trường hợp của tất cả các ngôi nhà thì hiệu quả đem lại sẽ không cao. Khi đó chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến bộ vật phẩm chuyên dụng, đó là la bàn dương cơ hóa sát. Khi tìm mua bộ vật phẩm la bàn dương cơ hóa sát, các bạn phải kiểm tra kỹ cho mình. Bộ vật phẩm phải bao gồm đầy đủ 3 phần như mình đã hướng dẫn. Bên trong hồ lô chiêu tài tiến bảo phải có bùa chấn trạch và đá thạch anh ngũ sắc. Chuỗi đồng tiền phải là tiền cổ và có số lượng đồng tiền phù hợp với tuổi của trạch chủ thì mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Hoặc các bạn có thể đặt hàng trực tiếp tại hệ thống bên mình. Khi đó các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi tất cả các vật phẩm đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đến tay khách hàng. Đồng thời bên mình còn hỗ trợ miễn phí làm lễ trì chú, khai quang vật phẩm và miễn phí giao hàng tận nhà. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 091 199 8682 hoặc 0986 707 892 để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video vật phẩm phong thủy tiếp theo.